Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 66 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Dương Liên Đình võ công tuy thấp kém nhưng tính khí quật cường, bị gãy hai ống chân, nhưng không rên la một tiếng nào. Gã cho rằng giáo chủ Đông Phương Bất Bại là vô địch thiên hạ nên đồng ý chỉ đường cho bọn lệnh Hồ Xung đi gặp. Thượng Quan Vân và Hướng Vấn Thiên đặt Dương Liên Đình lên cán khiêng đi qua mấy hành lang vào đường hầm thông tới vườn hoa đến gian nhà nhỏ rất xinh xắn. Đây là nơi ở của Đông Phương Bất Bại, kẻ đã soán ngôi giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo mười mấy năm nay. Trừ lệnh Hồ Xung ra, mấy người còn lại đều nhận ra chính là lão ta. Nhưng bây giờ cạo sạch râu, mặt thoa thêm phấn son, giọng nói và y phục thì bán nam bán nữ, nhan sắc mười phần yêu tà. Lão ta nhẹ nhàng cởi giày cho Liên Đình, dịu dàng lau mặt cho hắn rồi mới động thủ. Thấy lão ta vừa chuyển động thì Đông Bách Hùng đã gục xuống chết tại chỗ, với bốn đại quyệt trên người đều xuất huyết. Tiếp tục Đông Phương Bất Bại đấu cùng lúc với lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Hướng Vấn Thiên và Doanh Doanh. Chưa ai chạm được chiếc áo của lão, nhưng cả bốn người đều đã bị thương. Doanh Doanh bèn vòng qua đâm một kiếm vào vai Dương Liên Đình. Lão ta liền nhảy bổ người về hướng ấy. Lệnh Hồ Xung và Nhậm lão đâm ngay trường kiếm vào lưng Đông Phương Bất Bại. Lão ta ngã xuống và chỉ xin tha mạng cho Dương Liên Đình. Nhậm lão từ chối. Đông Phương Bất Bại bật dậy, búng kim thêu cắm vào mắt phải của Nhậm Ngã Hành rồi mới tắt thở. Bọn họ trở lại điện Thành Đức, đông đảo các đường chủ, hương chủ và bộ hạ chạy vào tung hô tân giáo chủ. Mọi người kể tội Đông Phương Bất Bại càng lúc càng nhiều, càng lúc càng chi tiết nhỏ nhặt không đâu. Có người chửi lão hỉ nộ thất thường, cười khóc vô cớ. Có người chửi lão thích ăn mặc diêm dúa, ở mãi trong chỗ kín đáo không ra ngoài. Còn có người nói kiến thức lão rất nông cạn, ngu muội hồ đồ. Có người khác nói võ công của lão kém cỏi, hoàn toàn chỉ cậy thế dọa người, kỳ thực không có chút bản lĩnh gì hết. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm: bọn ngươi chửi Đông Phương Bất Bại như thế nào, ta không biết có đúng hay là không. Nhưng rõ ràng vừa rồi năm người bọn ta địch một mình lão, ai ai cũng suýt bị tán mạng dưới mũi kim thêu của lão. Nếu võ công của Đông Phương Bất Bại kém cỏi thì trên đời này không còn ai có võ công cao cường nữa, thật là bậy bạ hồ đồ. Tiếp theo lại nghe có người nói Đông Phương Bất Bại quan dâm hiếu sắc, cưỡng hiếp dân nữ, dâm nhục thê nữ của giáo chúng, sinh ra vô số con quan. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: Đông Phương Bất Bại vì luyện kỳ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển đã sớm tự thiến, cái gì mà dâm nhục phụ nữ, sanh ra vô số con quan. Lệnh Hồ Xung nghĩ đến đây không nhịn được nữa, chàng bất giác cười lớn lên. Tiếng cười của chàng vọng đi rất xa, mọi người trong điện cùng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt rất tức giận. Doanh Doanh biết Lệnh Hồ Xung sắp gặp họa, vội chạy đến nắm tay chàng nói: Xung ca, bọn họ đang kể tội Đông Phương Bất Bại, không có gì đáng nghe hết á, chúng ta xuống núi dạo chơi đi. Lệnh Hồ Xung le lưỡi cười nói: Không nên làm gia gia Doanh muội tức giận. Hai người sống vai đi ra, đi qua tòa bạch ngọc rồi vào củi tre hạ xuống. Hai người ngồi tựa nhau trong củi tre, mắt nhìn những làn mây nhẹ bay qua người, một thế giới khác hẳn với tình cảnh trong đại điện trên núi. Lệnh Hồ Xung nhìn lên Hắc Mộc Nhai, thấy ánh mặt trời chiếu lên tấm biển khảm bạch ngọc của tòa lầu, phát ra ánh kim quang lấp lánh, lòng cảm thấy khoan khoái. Cuối cùng ta cũng rời khỏi chỗ này, chuyện tối hôm qua coi như là một cơn ác mộng. Từ nay về sau, nói gì ta cũng không bước chân lên Hắc Mộc Nhai này nữa. Doanh Doanh nói: Xung ca, Xung ca đang nghĩ chuyện gì vậy? Lệnh Hồ Xung nói: Doanh muội có thể đi cùng với ta hay không? Mặt Doanh Doanh đỏ lên, cô nói: Chúng ta... Lệnh Hồ Xung nói: Sao? Doanh Doanh cúi đầu nói: Chúng ta chưa có thành hôn, tỷ muội làm sao có thể đi cùng với Xung ca được? Lệnh Hồ Xung hỏi: Trước đây không phải Doanh muội cùng với ta đi lại trên giang hồ ư?
Doanh Doanh nói: "Cái đó là bất đắc dĩ mà, huống chi cũng vì chuyện này mà có không ít những lời đàm tiếu. Vừa rồi Gia Gia nói tiểu muội, nói tiểu muội chỉ cần Sung Ca chứ không cần Gia Gia. Nếu tiểu muội đi theo Sung Ca thì Gia Gia nhất định sẽ không vui. Gia Gia chịu giam cầm trong lao ngục mười mấy năm trời nên tính tình thay đổi nhiều, tiểu muội phải kề cận Gia Gia chứ. Chỉ cần Sung Ca không thay lòng đổi dạ thì sau này chúng ta sẽ có ngày tương tụ lâu dài." Cô nói hai câu sau cùng thanh âm rất nhỏ, dường như không nghe. Giữa lúc ấy, một đám mây trắng bay qua bao phủ cái củi tre và hai người. Lệnh Hồ Xung nhìn ra chỉ thấy mịt mùng. Tuy Doanh Doanh ngồi kề bên cạnh, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người rất xa, dường như cô ta đang ở trong mây, có đưa tay cũng không thể với tới được. Củi trúc đến chân núi, hai người bước ra ngoài. Doanh Doanh hỏi khẽ: "Xung Ca định đi đâu?" Lệnh Hồ Xung nói: "Ta lãnh thiền mời Ngũ Nhạc kiếm phái ngày rằm tháng 3 tụ hội để bầu trưởng môn Ngũ Nhạc phái. Giả tâm của lão thâm sâu, hoàn toàn bất lợi cho anh hùng thiên hạ. Cuộc tụ hội ở Tung Sơn, ta phải đi." Doanh Doanh gật đầu nói: "Xung Ca, kiếm thuật của ta lãnh thiền không phải là địch thủ của Xung Ca, nhưng Xung Ca phải đề phòng ngụy kế thâm mưu của hắn." Lệnh Hồ Xung đáp: "Ta hiểu mà." Doanh Doanh nói: "Tiểu muội cũng muốn cùng đi với Xung Ca, nhưng tiểu muội là yêu nữ ma giáo, nếu cùng đi với Xung Ca lên Tung Sơn chỉ làm trở ngại đại kế của Xung Ca." Cô ngừng một lúc rồi nói: "Nếu Xung Ca lên làm trưởng môn Ngũ Nhạc phái, oai chấn thiên hạ, hai chúng ta chính tà bất đồng thì càng khó hơn." Lệnh Hồ Xung nắm tay cô nhỏ nhẹ nói: "Đến nước này chẳng lẽ Doanh muội còn chưa tin ta ư?" Doanh Doanh cười gượng nói: "Tiểu muội tin chứ." Một lúc sau cô buồn bã nói: "Nhưng tiểu muội cảm thấy võ công càng cao thì thanh danh trong võ lâm càng lớn, tính tình biến đổi lúc nào chính người đó cũng không biết, từ thái độ đến hành vi hoàn toàn khác trước. Đông Phương Thúc Thúc là một ví dụ đó. Tiểu muội lo cho Gia Gia không chừng cũng như vậy." Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Gia Gia của tiểu muội sẽ không luyện võ công trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Bảo điển đó đã bị giáo chủ bóp nát rồi, có muốn luyện cũng không có được đâu." Doanh Doanh nói: "Không phải là tiểu muội nói về võ công, mà nói về tính tình của một con người. Đông Phương Thúc Thúc dù không luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, nhưng khi Thúc Thúc làm giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nắm đại quyền trong tay, toàn quyền sinh sát, nên cuồng vọng tự cao tự đại là chuyện đương nhiên." Lệnh Hồ Xung nói: Doanh muội có thể lo lắng cho người khác, nhưng không cần lo cho ta. Ta sinh ra đã có tính lãng tử, vĩnh viễn không làm như vậy. Dù ta cuồng vọng tự đại, nhưng ở trước mặt Doanh muội, vĩnh viễn ta vẫn như ngày hôm nay." Doanh Doanh thở dài nói: Vậy thì tốt rồi." Lệnh Hồ Xung bỗng nhớ đến một chuyện, chàng nói: "Chuyện hai ta thiên hạ đều biết từ lâu, những bằng hữu bị Doanh muội lưu đày ra quan đảo, Doanh muội có thể cho họ quay về được không?" Doanh Doanh mỉm cười nói: "Tiểu muội sẽ phái người đem thuyền đi đón bọn họ về." Lệnh Hồ Xung kéo cô lại gần, nhẹ nhẹ ôm cô, rồi chàng nói: "Ta tạm biệt Doanh muội, đại sự trên Tung Sơn giải quyết xong thì ta đến tìm Doanh muội. Từ nay về sau hai chúng ta sẽ không rời nhau nữa." Ánh mắt của Doanh Doanh sáng ngời, vẻ mặt ngạc nhiên, cô nói khẽ: "Tiểu muội cầu mong mọi chuyện của Xung Ca đều thuận lợi, để sớm có ngày quay về. Tiểu muội ở đây ngày đêm ngóng trông Xung Ca." Lệnh Hồ Xung nói: "Ta sẽ quay về với Doanh muội ngay." Chàng hôn nhẹ lên má Doanh Doanh một cái. Mặt Doanh Doanh đỏ bừng lên, cô mắc cỡ quá đưa tay đẩy ra. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, dắt ngựa đến, lên ngựa đi ra khỏi đại bản doanh của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Không đầy một ngày, Lệnh Hồ Xung về đến Hằng Sơn.
Bọn đệ tử canh gác dưới chân núi vừa thấy chàng liền báo lên núi. Quần đệ tử cùng xuống nghênh đón. Tiếp theo, bọn quần hào ở trong biệt viện Hằng Sơn như ông dở tổ chạy ao ra tương kiến. Lệnh Hồ Xung hỏi tình hình trong mấy ngày qua. Tổ Thiên Thu nói: Khải bẩm chủ môn nhân, bọn nam đệ tử đều ở biệt viện, không ai dám lên kiến tính, không hề vi phạm môn quy. Lệnh Hồ Xung vui mừng nói: Vậy thì tốt quá. Nghi Hòa cười nói: Bọn họ đúng là không có ai dám lên núi hết, còn như không hề vi phạm môn quy thì chưa chắc. Lệnh Hồ Xung hỏi: Ủa sao vậy? Nghi Hòa nói: Bọn đệ tử ở trong chủ am từ sáng tới tối cứ phải nghe tiếng ồn ào trong Thông Nguyên Cốc đến nhức cả cái đầu, không phút nào được yên tĩnh hết. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, chàng nói: Muốn những bằng hữu này yên tĩnh một khắc á, thật rất khó. Lệnh Hồ Xung liền kể sơ lược chuyện Nhậm Ngã Hành đoạt lại ngôi vị giáo chủ. Quần hào vui mừng hoan hô như sấm dậy, tiếng reo hò vang dội cả sơn cốc. Mọi người đều nghĩ: Nhậm giáo chủ đoạt lại ngôi vị, thánh cô đương nhiên quyền trọng, mọi người từ nay về sau nhất định rất thoải mái. Lệnh Hồ Xung lên ngọn kiến tính, vào trong vô sắc am, khấu đầu trước linh vị của ba vị sư thái Định Nhàn, Định Tĩnh, Định Vật, rồi cùng bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh thương nghị. Cuộc tụ hội trên Tung Sơn vào ngày rằm tháng 3 đã đến gần, phái Hằng Sơn nên đi Hà Nam là vừa. Bọn Nghi Hòa đều nói vì chống đối chuyện hợp phái của phái Tung Sơn nên cùng dẫn quần hào Thông Nguyên Cốc lên Tung Sơn để tạo thêm thanh thế hùng mạnh, nhưng khó tránh khỏi sự dị nghị của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn. Tả Lãnh Thiền sẽ mượn thêm nhiều cớ phản đối phái Hằng Sơn. Nghi Hòa nói: Kiếm pháp của trưởng môn sư huynh hơn hẳn Tả Lãnh Thiền, nếu ra nhậm chức trưởng môn nhân Ngũ Nhạc cũng thuận tình hợp lý, nhưng nếu để đại đội nhân huynh ở Thông Nguyên Cốc đi theo thì thế tức sinh thêm lắm chuyện. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: Chủ ý của bọn ta là không để cho Tả Lãnh Thiền thôn tính ba phái kia. Ta làm trưởng môn nhân phái Hằng Sơn đã không giống ai, thì đừng nói đến chuyện làm trưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái. Mọi người đều nói không nên dẫn những nhân huynh ở Thông Nguyên Cốc đi Tung Sơn, thì ta không dẫn. Lệnh Hồ Xung đến Thông Nguyên Cốc nói khẽ với Kế Vô Thi, Lão Đầu Tử, Tổ Thiên Thu. Bọn Kế Vô Thi cũng nói là không nên dẫn quần hào Thông Nguyên Cốc là tốt nhất. Lệnh Hồ Xung cứ dẫn chúng nữ đệ tử đi trước, ba người bọn lão sẽ tự giải thích cho quần hào rõ. Tối hôm đó, Lệnh Hồ Xung và quần hào nhậu nhẹt thỏa thuê, uống đến nỗi ai cũng say mềm, định rằng ngày hôm sau lên đường đi Tung Sơn. Nhưng lúc tỉnh rượu đã quá giờ ngọ, tất cả đều chưa thu dọn nên đành phải dời lại hôm sau. Đến sáng hôm ngày thứ hai, Lệnh Hồ Xung mới dẫn bọn nữ đệ tử lên núi Tung Sơn. Đoàn người đi mấy ngày, đến một thị trấn. Mọi người vào trong một tòa đại từ đường hỏng nát, làm cơm ăn rồi nghỉ ngơi. Bọn Trịnh Ngạc bảy tên nữ đệ tử đi ra bốn hướng quan sát, đề phòng phái Tung Sơn dở âm mưu quỷ kế. Không bao lâu, Trịnh Ngạc và Tần Quyên chạy nhanh về gọi: Chưởng môn sư huynh, mau ra xem đi. Mặt hai cô hớn hở, hiển nhiên là gặp được chuyện rất buồn cười. Nghi Hòa vội hỏi: Có chuyện gì? Tần Quyên cười nói: Sư tỷ à, sư tỷ đi xem đi. Bọn Lệnh Hồ Xung theo hai cô chạy vào một khách điếm, đi đến bên ngoài cửa gian phòng phía tây, chỉ thấy trên giường có mấy người nằm chất thành một đống. Chính là Đào Cốc Lục Tiên, sáu lão đều nằm bất động. Lệnh Hồ Xung vô cùng ngạc nhiên, vội chạy vào phòng, ôm Đào Căng Tiên là người nằm trên cao nhất xuống. Thế trong miệng lão bị nhát một trái đào, liền ngoai ra. Đào Căng Tiên ngoác miệng chửi: 18 đời tổ tông nhà ngươi không được chết yên ổn đâu, 18 đời con cháu đứa nào sinh ra cũng không có mắt, chẳng có đít. Lệnh Hồ Xung cười nói: Nè Đào Căng Tiên đại ca, tại hạ đâu có làm gì đắc tội với đại ca đâu. Đào Căng Tiên nói: Ta đâu có chửi ngươi, ngươi đừng có xía vào.
lão già mà gặp hắn thì sẽ xé hắn ra thành 8 mảnh, 16 mảnh và 14 mảnh. Lệnh Hồ Xung hỏi: Ủa, đại ca chửi ai vậy? Đầu Căng Tiên nói: Lão tử không chửi hắn thì còn chửi ai nữa? Lệnh Hồ Xung lại ôm Đào Hoa Tiên là người nằm trên 4 người, rồi lấy trái đào trong miệng lão ra. Trái đào mới chỉ lấy được có một nửa thì Đào Hoa Tiên liền ú ớ muốn nói. Đợi khi trái đào ra khỏi miệng, lão cãi: Đại ca nói không đúng. 2 lần 8 mảnh là 16 mảnh, gấp đôi 16 mảnh là 32 mảnh. Sao đại ca lại nói là 34 mảnh? Đào Căng Tiên nói: Ta cứ thích nói 34 mảnh thì đã sao? Ta đâu có nói là gấp đôi. Trong lòng ta muốn gấp đôi rồi, thêm 2 nữa. Đào Căng Tiên lại nói: Tại sao gấp đôi rồi còn thêm 2? Đâu có đạo lý nào gì vậy chứ. Nguyệt đạo trên người hai lão còn chưa giải khai, chỉ có cái miệng là hoạt động được. Cả hai liền tranh biện không thôi. Lệnh Hồ Xung cười nói: Hai vị đừng cãi nữa. Tóm lại là đã xảy ra chuyện gì? Đào Hoa Tiên chửi: Bất giới. Dạ, bất khả bất giới. Hai tên hòa thượng này, tổ tông 18 đời của hắn đều là hòa thượng thúi. Lệnh Hồ Xung cười nói: Tại sao lại chửi bất giới đại sư? Đào Căng Tiên nói: Không chửi hắn thì chửi ai? Người không cáo từ mà bỏ đi. Tổ tiên thù nói với mọi người là sáu huynh đệ ta, sao không chịu đi tung sơn xem náo nhiệt? Đương nhiên bọn ta đi ngay. Bọn ta còn muốn đi trước người nữa. Đi đến đây gặp bất khả bất giới, tên hòa thượng thúi tha này giả vờ uống rượu với bọn ta, còn nói gặp sao còn cho cắn chết một con trùng to, dụ bọn ta đi xem. Nào ngờ bất giới thay sư phụ của tên hòa thượng thúi này đã núp sẵn ở góc cửa, liền nhảy xuống, bất ngờ điểm nguyệt hết cả 6 huynh đệ ta từng người một, rồi chất củi cỏ khô thành một đống, nói nếu bọn ta lên tung sơn thì nhất định sẽ làm hỏng đại sự của lệnh hồ trưởng môn. Bọn ta sao lại làm hỏng đại sự của ngươi được chứ? Lệnh Hồ Xung mới hiểu ra, chàng bèn cười nói: Lần này Đào Cốc Lục Tiên đã thắng, bất giới đại sư thua rồi. Lần sau 6 huynh đệ các vị gặp 2 sư đồ đại sư thì đừng nhắc đến chuyện này, và cũng không nên động thủ với 2 người. Nếu không thì anh hùng hảo hán trong thiên hạ sẽ hỏi nguyên nhân, đều biết bất giới đại sư bị thua dưới tay Đào Cốc Lục Tiên, thì đại sư không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. Đào Căng Tiên và Đào Hoa Tiên gật đầu lia lịa nói: Lần sau á, gặp 2 tên hòa thượng thúi tha này á, bọn ta sẽ giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, để 2 sư đồ hắn khỏi mất mặt với mọi người. Lệnh Hồ Xung cười nói: Mau giải khai huyệt đạo cho mấy vị này là quan trọng, bọn họ có thể bị sái khớp hết rồi đó. Chàng liền đưa tay giải khai huyệt đạo cho Đào Hoa Tiên, rồi liền đi ra ngoài phòng đóng cửa lại, để khỏi phải nghe 6 huynh đệ lão cãi giả không đâu. Trịnh Ngạc cười hỏi: Đại sư ca, 6 huynh đệ này đang làm cái gì vậy? Tần Quyên cười nói: Bọn họ đang làm la hán chồng lên nhau. Đào Hoa Tiên liền chửi: Tiểu Nico nói năng sằng bậy, ai bảo bọn ta là la hán chồng lên nhau chứ? Tần Quyên cười nói: Tiểu nữ đâu phải là tiểu Nico đâu. Đào Căng Tiên nói: Người á, ở chung với tiểu Nico thì cũng là tiểu Nico. Tần Quyên nói: Lệnh Hồ trưởng môn ở chung với bọn tiểu nữ, vậy lệnh hồ trưởng môn cũng là tiểu Nico luôn hả? Trịnh Ngạc cười nói: Bọn lão và bọn ta ở chung với nhau á, thì 6 huynh đệ bọn lão cũng là tiểu Nico. Đào Căng Tiên và Đào Hoa Tiên cứng họng, quay sang oán giận nhau, đều trách nhau ăn nói không ý tứ, để đến nỗi tự làm cho mình biến thành tiểu Nico hết ráo. Lệnh Hồ Xung và bọn Nghi Hòa đứng ngoài phòng đợi rất lâu mà không thấy Đào Cốc Lục Tiên đi ra. Lệnh Hồ Xung đẩy cửa vào thì thấy Đào Hoa Tiên cười hà hà đi tới đi lui mà vẫn chưa giải khai được quyệt đạo cho các huynh đệ. Lệnh Hồ Xung cười ha hả, vội đưa tay giải khai quyệt đạo cho 5 người, rồi liền đi ra khỏi phòng ngay. Bỗng nghe tiếng binh binh râm râm, trong phòng náo loạn cả lên. Lệnh Hồ Xung cười hì hì đi ra, quẹo qua một khúc quanh, đi được mấy trượng đến một con đường nhỏ bên cánh đồng,
thấy trên một cây đào đầy nụ, chỉ đợi gió xuân đến là nở hoa. Chàng thầm nghĩ, hoa đào này thật là đẹp, nhưng đào cốc lục tiên lại lộn xộn lượm thượm như vậy, chẳng giống hoa đào chút nào. Chàng tản bộ một lúc, lòng nghĩ nên tính sao với sáu huynh đệ này, hay là cùng đi uống rượu với bọn họ. Bỗng nghe sau lưng có tiếng bước chân nhẹ, có tiếng người con gái gọi, Lệnh Hồ đại ca. Lệnh Hồ Xuân quay người lại thấy Nghi Lâm, cô đi đến hỏi khẽ, tiểu muội hỏi Lệnh Hồ đại ca một câu có được không? Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói, đương nhiên là được, tiểu muội muốn hỏi chuyện gì? Nghi Lâm hỏi, rốt cuộc là Lệnh Hồ đại ca thích Nhậm đại tiểu thư hay là tiểu sư muội họ Nhạc của Lệnh Hồ đại ca hơn? Lệnh Hồ Xuân ngẩn người ra, cảm thấy lúng túng. Chàng hỏi, tại sao sư muội hỏi ta chuyện này chứ? Nghi Lâm nói, Nghi Hòa, Nghi Thanh sư tỷ nhờ tiểu muội hỏi Lệnh Hồ đại ca đó. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy lạ, mỉm cười nói, tại sao các vị sư tỷ muốn hỏi ta câu này chứ? Nghi Lâm cúi đầu nói, Lệnh Hồ đại ca, chuyện tiểu sư muội của Lệnh Hồ đại ca tiểu muội chưa bao giờ nói với ai. Ngày hôm đó Nghi Hòa sư tỷ đã thương Nhạc tiểu thư, hai bên sinh ra hiềm khích. Hai vị sư tỷ Nghi Chân và Nghi Linh phụng mệnh Lệnh Hồ đại ca đem thương dược đi. Phái Hoa Sơn không những không nhận thuốc mà còn đuổi hai vị sư tỷ. Mọi người sợ Lệnh Hồ đại ca giận nên không dám nói. Sau đó Du Tổ và Nghi Văn sư tỷ lại lên Hoa Sơn báo tin Lệnh Hồ đại ca tiếp nhận chưởng môn phái Hằng Sơn lại bị phái Hoa Sơn bắt giữ. Lệnh Hồ Xuân giật mình hỏi, tại sao tiểu sư muội biết? Nghi Lâm bẽn lẽn nói, là do Điền Bất Khả Bất Giới nói. Lệnh Hồ Xuân hỏi, Điền Bác Quan ư? Nghi Lâm đáp, đúng vậy. Sau khi Lệnh Hồ đại ca đi Hắc Mộc Nhai, các sư tỷ bảo hắn đi lên Hoa Sơn thám thính tin tức. Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói, khinh công của Điền Bác Quan rất giỏi, nên thám thính tin tức khó bị ai phát giác. Hắn gặp được hai vị sư tỷ đi báo tin phải không? Nghi Lâm nói, phải rồi, nhưng phái Hoa Sơn canh giữ rất nghiêm mật, hắn không cách nào cứu được. May mà hai vị sư tỷ cũng không sao. Hơn nữa tiểu muội viết giấy dặn hắn ngàn vạn lần không được đắc tội với phái Hoa Sơn, càng không được động thủ đã thương người để Lệnh Hồ đại ca không tức giận. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói, tiểu muội viết thư cho hắn giống như sư phụ viết thư cho đồ đệ. Nghi Lâm đỏ mặt nói, tiểu muội ở ngọn Kiến Tính, hắn ở Thông Nguyên Cốc, có chuyện muốn bảo hắn thì đành phải viết giấy thôi, bảo người khác đưa cho hắn. Lệnh Hồ Xuân cười nói, đúng vậy, ta chỉ nói đùa thôi, Điền Bá Quan còn nói những gì nữa? Nghi Lâm nói, hắn nói gặp được một hỷ sự, sư phụ của Lệnh Hồ đại ca đã chọn nữ tế rồi. Đột nhiên cô thấy mặt Lệnh Hồ Xuân biến sắc, liền im lặng không nói nữa. Lệnh Hồ Xuân thấy ngàn ngàn ở cổ như khó thở, chàng gắng gượng nói, tiểu muội nói đủ rồi. Không, không sao đâu. Lệnh Hồ Xuân nghe giọng mình run run, dường như không phải là của mình. Nghi Lâm dịu dàng nói, Lệnh Hồ đại ca, đại ca đừng buồn. Nghi Hoàng, Nghi Thanh sư tỷ đều nói Nhậm đại tiểu thư tuy là người trong ma giáo, nhưng mà dung mạo đã đẹp, võ công lại cao, mặt nào cũng hơn gấp 10 lần Nhạc tiểu thư hết. Lệnh Hồ Xuân cười gượng nói, ta buồn cái gì, tiểu sư muội có được một chỗ tốt ta vui mừng còn không hết. Hắn Điền Bá Quan gặp được tiểu sư muội ta. Nghi Lâm nói, Điền Bá Quan nói trên ngọn ngọc nữ Hoa Sơn treo đàn kết hoa rất là náo nhiệt, các môn phái có không ít người đến chúc mừng. Nhạc tiên sinh lại không mời phái Hằng Sơn chúng ta mà còn xem chúng ta như địch nhân vậy đó. Lệnh Hồ Xuân gật đầu. Nghi Lâm nói tiếp, Du Tẩu và Nghi Văn sư tỷ có hảo ý đi Hoa Sơn báo tin, bọn họ không phái người tặng lễ vật, cũng không đến chúc mừng Lệnh Hồ đại ca tiếp nhiệm chưởng môn, vậy cũng đành. Nhưng tại sao bọn họ lại bắt sứ giả đi báo tin chứ? Lệnh Hồ Xuân ngẩn người suốt thần,
chưa trả lời cô. Nghi Lâm nói tiếp: Nghi Hòa, Nghi Thanh, hai vị sư tỷ nói Phái Hoa Sơn hành sự không đúng đạo lý, chúng ta cũng không thể quá khách khí nữa. Lên Tung Sơn gặp bọn họ, chúng ta phải chất vấn cho ra lẽ, bảo bọn họ thả người ra. Lệnh Hồ Xung lại gật đầu. Thấy bộ dạng thất thần lạc phách của chàng, Nghi Lâm thở dài dịu dàng nói: Hey, Lệnh Hồ đại ca, đại ca nên bảo trọng. Cô từ từ đi xa. Lệnh Hồ Xung thấy Nghi Lâm đi xa dần, chàng vội gọi: Sư muội. Nghi Lâm dừng bước quay đầu lại. Lệnh Hồ Xung hỏi: Người thành thân với tiểu sư muội ta là Nghi Lâm gật đầu nói: Phải rồi, là gã họ Lâm. Cô ta bước đến trước mặt Lệnh Hồ Xung, kéo tay áo chàng, nói: Lệnh Hồ đại ca, gã họ Lâm làm sao mà bị kịp được đại ca chứ? Nhạc tiểu thư là người hồ đồ mới chọn lấy hắn. Bọn sư tỷ sư muội sợ Lệnh Hồ đại ca đau đớn nên không dám nói lại với đại ca. Nhưng Đạo Cốc Lục Tiên nói gia gia tiểu muội và Điền Bá Quan ở gần đây, Điền Bá Quan gặp Lệnh Hồ đại ca chắc sẽ nói rõ. Dù Điền Bá Quan không nói thì qua mấy ngày nữa lên Tung Sơn nhất định sẽ gặp Nhạc tiểu thư và trưởng phu của cô ta. Lúc đó Lệnh Hồ đại ca thấy cách ăn mặc của cô ta như một tân nương, không chừng đại ca sẽ làm hỏng đại cuộc. Mọi người đều nói nếu Nhậm đại tiểu thư có bên cạnh Lệnh Hồ đại ca thì hay biết mấy. Các vị sư tỷ bảo tiểu muội đến khuyên Lệnh Hồ đại ca đừng có bận tâm với cái cô Nhạc Linh Sang hồ đồ đó nữa. Lệnh Hồ Xung cười khổ não, chàng thầm nghĩ: Bọn họ đều quan tâm đến ta, sợ ta đau lòng, cho nên trên đường đi càng quan tâm đến ta. Bỗng chàng cảm thấy trên lưng bàn tay rớt xuống mấy giọt nước. Lệnh Hồ Xung nghiêng đầu thấy Nghi Lâm đang khóc, chàng lấy làm lạ nói: Sư muội, sư muội sao vậy? Nghi Lâm buồn bã nói: Tiểu muội không muốn thấy Lệnh Hồ đại ca đau lòng như vậy. Lệnh Hồ đại ca, nếu đại ca muốn khóc thì cứ khóc đi. Lệnh Hồ Xung cười ha hả nói: Tại sao ta muốn khóc? Lệnh Hồ Xung là lãng tử vô hạnh, khiến sư phụ sư nương bỏ mặc, sớm bị trục xuất ra khỏi sư môn. Tiểu sư muội, sao chàng vừa cười to vừa co giò chạy lên sơn đạo. Lệnh Hồ Xung chạy một mạch khoảng hơn 20 dặm, đến nơi hoang vắng không một bóng người. Chàng cảm thấy nỗi đau trong lòng không kìm nén được nữa, ngồi phịch xuống đất khóc to lên. Chàng khóc một lúc lâu, lòng mới thấy nhẹ đi, thầm nghĩ: Bây giờ ta quay về, hai mắt đỏ sưng lên, để cho bọn Nghi Hòa thấy thì không khỏi cười ta, chi bằng tối đến ta hãy về. Nhưng chàng lại chuyển đổi ý nghĩ: Ta đi lâu mà không về, bọn họ nhất định sẽ lo lắng. Bậc đại trượng phu muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười. Lệnh Hồ Xung này đau khổ vì yêu Nhạc Linh Sang, cả thiên hạ đều biết. Cô ta coi ta như đôi giày rách phải vứt đi. Nếu ta không đau lòng thì ta là kẻ giả dối. Lệnh Hồ Xung liền quay nhanh về. Về đến ngôi từ đường cuối trấn, gặp bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh đang chia nhau đi tìm chàng khắp nơi. Thấy chàng về, ai cũng vui mừng. Trên bàn sắp đặt sẵn rượu, đồ nhắm. Lệnh Hồ Xung ngồi uống một mình. Sau khi say khướt, chàng gục lên bàn ngủ luôn. Mấy ngày sau đến chân núi Tung Sơn, trước ngày tụ hội hai hôm. Đợi đến rằm tháng 3, Lệnh Hồ Xung thống lĩnh chúng đệ tử sáng sớm khởi hành lên núi. Đi đến lưng chừng núi, bốn tên đệ tử Tung Sơn ra nghênh tiếp, chấp lễ rất cung kính rồi nói: Tung Sơn Mạc Học Hậu Tiên xin cung nghênh Lệnh Hồ chưởng môn phái Hằng Sơn đại giá, tại chưởng môn Tệ phái ở trên núi Cung Hầu. Rồi họ lại nói: Các sư bá, sư thúc và sư huynh đệ của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn ngày hôm qua đã đến rồi. Lệnh Hồ chưởng môn và các vị sư tỷ đến, phái Tung Sơn từ trên xuống dưới đều rất hân hạnh. Lệnh Hồ Xung trên đường đi lên núi, thấy sơn đạo quét dọn sạch sẽ. Cứ cách mấy dặm lại có mấy tên đệ tử phái Tung Sơn chuẩn bị nước trà, điểm tâm, nghênh tiếp tân khách.
Đủ thấy lần này phái Tung Sơn chuẩn bị rất chu đáo, nhưng cũng do vậy mà thấy được Tả Lãnh Thiền đối với ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái đã nắm chắc trong tay, quyết không để ai cản trở lão. Đi được thêm mấy dặm, có mấy tên đệ tử phái Tung Sơn ra nghênh đón, thi lễ với lệnh Hồ Xuân xong, họ nói: "Trưởng môn nhân và tiền bối kỳ cựu của các phái Côn Luân Nga Mi Không Động Thanh Thành hôm nay đều tề tụ trên núi Tung Sơn tham dự đại lễ bầu trưởng môn nhân Ngũ Nhạc phái. Các vị phái Côn Luân Thanh Thành đều đã đến rồi. Lệnh Hồ trưởng môn đến đúng lúc, mọi người ở trên núi đợi lệnh Hồ trưởng môn giá đáo." Mấy người này tỏ ra quên quan, nghe ngữ khí của chúng thì hiển nhiên chúng cho rằng ngôi vị trưởng môn Ngũ Nhạc phái không thoát khỏi tay trưởng môn phái Tung Sơn. Đi thêm một đoạn nữa, bỗng nghe tiếng nước chảy như sấm. Hai thác nước từ trên vách núi cao uốn khúc đổ xuống như hai con ngọc long bay nhảy. Mọi người men theo bờ thác lên núi. Đệ tử dẫn đường phái Tung Sơn nói: "Đây là ngọn Thắng Quang, lệnh Hồ trưởng môn. Trưởng môn thấy cảnh vật ở đây so với Hàng Sơn ra sao?" Lệnh Hồ Xung nói: "Hàng Sơn linh tú, còn Tung Sơn hùng vĩ, phong cảnh hai bên đều rất đẹp." Người đó nói: "Tung Sơn ở giữa thiên hạ, từ hai triều đại Đường Hán vốn đứng đầu quần sơn. Lệnh Hồ trưởng môn xem ký tự như vậy, chẳng trách xưa nay các hoàng đế đều dựng đô ở chân núi Tung Sơn." Ý hắn muốn nói Tung Sơn đứng đầu quần sơn thì phái Tung Sơn đương nhiên cũng là lãnh tụ các phái. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói: "Không biết giữa bọn hào sĩ giang hồ chúng ta và vua chúa quan lại có quan hệ gì? Tả trưởng môn thường kết giao với các quan phủ hay sao?" Mặt người đó đỏ lên không nói nữa. Từ đây lên núi, đường đi càng lúc càng hiểm trở. Đệ tử phái Tung Sơn dẫn đường, dọc đường vừa chỉ vừa nói: "Đây là ngọn Thanh Cương, Thanh Cương Bình. Đây là khe Đại Thiết Lương, khe Tiểu Thiết Lương." Mé phải khe Thiết Lương đều là đá kỳ dị, còn mé trái sâu thăm thẳm không thấy đáy. Một tên đệ tử Tung Sơn lượm một cục đá to ném xuống. Cục đá va vào vách núi, ban đầu nghe rầm như sấm, lúc sau tiếng động càng nhỏ dần, rồi cuối cùng không nghe thấy nữa. Nghi Hòa nói: "Xin hỏi vị sư huynh, hôm nay có bao nhiêu người đến Tung Sơn?" Hán tử đó đáp: "Ít nhất cũng có 2000 người." Nghi Hòa nói: "Mỗi một vị khách lên núi, các vị đều ném một cục đá to để thị uy, thì không bao lâu cái sơn cốc này sẽ bị các vị lấy đá mà lấp đầy hết." Hán tử đó hừ một tiếng không trả lời. Qua một khúc quanh, trước mặt mây mù che khuất, trên sơn đạo có mười mấy tên hán tử tay cầm binh khí cản giữa đường. Một tên gằn giọng nói: "Khi nào lệnh Hồ Xung lên đây? Nếu các bạn hữu thấy hắn thì đâm mù mắt hắn ngay lập tức." Lệnh Hồ Xung thấy người nói câu này, râu tóc dựng đứng, vẻ mặt hầm hầm đáng sợ, đôi mắt bị mù. Lúc chàng nhìn sang những người khác, thấy người nào cũng bị mù, bất giác lòng rung lên. Chàng lớn tiếng nói: "Lệnh Hồ Xung ở đây, các hạ có điều gì chỉ giáo?" Hắn vừa nói năm chữ "Lệnh Hồ Xung ở đây", mười mấy tên mù lập tức lớn tiếng quát mắng, dùng binh khí muốn xông đến. Bọn chúng chửi: "Tặc tiểu tử Lệnh Hồ Xung, người hại ta ra nông nỗi này, hôm nay ta sẽ liều mạng với người." Lệnh Hồ Xung liền hiểu ra chuyện. "Tối hôm đó phái Hoa Sơn bị vây đánh ở Miếu Quan, ta dùng kiếm pháp Độc Cô Cửu Kiếm mới học đâm mù mắt không ít địch thủ. Lai lịch của những người đó còn chưa đoán được, bây giờ mới hiểu ra là do phái Tung Sơn sai bảo. Không ngờ hôm nay lại trùng hội ở đây." Địa thế nơi này rất hiểm ác, nếu những người này liều mạng, chỉ cần bị một người trong bọn họ ôm được thì không khỏi cùng rơi xuống thâm cốc vạn trượng. Lại thấy mấy tên đệ tử Tung Sơn dẫn đường nhếch mép cười, có ý vui mừng trước cái họa của người khác. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: "Hôm ta ở Chú Kiếm Cốc Long Tuyền giết hại nhân vật phái Tung Sơn không ít, nên hôm nay lên Tung Sơn đụng phải nhiều kẻ thù ngoài ý muốn." Chàng bèn nói: "Những bằng hữu bị mù là đệ tử môn hạ phái Tung Sơn hay sao? Xin các hạ nhường đường cho bọn tại hạ." Đệ tử phái Tung Sơn cười nói: "Bọn họ không phải là người của tệ phái, tại hạ nói ra không tiện, hay là xin
lệnh hồ chưởng môn tự thu xếp bọn họ. Bỗng nghe một người lớn tiếng quát lên: Lão tử thu xếp người trước rồi hãy nói. Chính là Bất Giới hòa thượng. Đi sau lưng lão là Bất Cả Bất Giới, Điền Bá Quan. Bất Giới bước nhanh lên trước, đưa tay ra túm lấy hai tên đệ tử Tung Sơn, ném vào bọn người mù, quát: Lệnh hồ xung đến đây. Bọn mù mắt dùng binh khí chém tứ tung, nhưng hai tên đệ tử phái Tung Sơn võ công cao cường, thân người ở trên không vẫn có thể rút kiếm gạt đỡ, la lên: Ta là người phái Tung Sơn, mau tránh ra. Bọn mù vội né tránh loạn thành một vòng. Bất Giới giọt lên trước, túm lấy hai tên đệ tử Tung Sơn, quát lên: Ngươi không kêu bọn mù này tránh ra, lão tử sẽ ném hai cái đồ khốn nạn người xuống dưới sơn cốc. Lão giận kình lực vào hai cánh tay, ném hai người này lên trời. Nội lực của Bất Giới hòa thượng hùng kiện vô bì, hai tên đệ tử Tung Sơn bị lão ném lên không trung, bay thẳng 7-8 trượng, hồn siêu phách tán, cùng thét lên vì biết nếu rơi xuống thâm cốc sâu muôn trượng thì lập tức bị nát như tường. Bất Giới hòa thượng chờ chúng rớt xuống, đưa hai tay chụp lấy sau gáy hai người, hỏi: Muốn ném một lần nữa không? Một tên hán tử vội nói: Không, không muốn. Tên đệ tử Tung Sơn kia rất thông minh, hắn la to: Lệnh hồ xung, ngươi chạy đâu cho thoát? Các vị bằng hữu mù, mau đuổi theo, đuổi theo hắn. Mười mấy tên mù nghe như vậy tưởng thật, liền co giò chạy theo. Điền Bá Quan cả giận nói: Danh tự của lệnh hồ chưởng môn mà tiểu tử người muốn kêu réo thì kêu réo hay sao? Gã đưa tay tát bóp bóp hai cái tóe lửa vào mặt tên hán tử Tung Sơn, rồi hô to: Lệnh hồ đại hiệp đang ở đây, lệnh hồ chưởng môn đang ở đây, tên đuôi mù nào có ngon thì đến đây lĩnh giáo kiếm pháp của đại hiệp. Bọn người mù được đệ tử Tung Sơn cổ vũ, lại nghĩ đến mối thâm thù bị lệnh hồ xung đâm mù mắt, bụng đầy phẫn nộ nên mới đứng thủ nơi sơn đạo. Nhưng nghe tiếng hai tên đệ tử Tung Sơn kêu la, bất giác thấy ớn lạnh, liền chạy tán loạn lên sơn đạo. Hai mắt không thể thấy vật gì nên nhất thời không biết chạy đi đâu, liền chán nản đứng lại. Lệnh hồ xung, Bất Giới, Điện Bác Quan cùng bọn đệ tử Hằng Sơn lướt qua bên người bọn mù mà đi lên. Bỗng thấy đoạn giữa hai ngọn núi xuất hiện một cái cửa, gió mạnh lùa qua cửa đem theo mây trắng xông vào mặt. Bất Giới quát lên: Chỗ này gọi là cái gì? Sao cầm cả rồi hả? Tên đệ tử Tung Sơn nhăn mặt đáp: Đây gọi là Triều Thiên Môn. Mọi người quay sang hướng tây bắc, lại đi thêm một đoạn sơn lộ nữa. Nhìn ra xa, thấy một vùng đất rộng trên đỉnh núi, vô số người đang tụ tập. Mấy tên đệ tử Tung Sơn càng tăng cước bộ lên núi báo tin. Tiếp theo nghe tiếng trống vang lên, hoan nghênh bọn lệnh hồ xung lên núi. Tả Lãnh Thiền mình mặc áo hoàng bào, thống lãnh 20 tên đệ tử đi lên trước, cung tay nghênh đón. Bây giờ lệnh hồ xung tuy là chưởng môn phái Hằng Sơn, nhưng trước kia chàng gọi lão là Tả Sư Bá, lại vào hàng hậu bối, nên chàng liền cúi người hành lễ rồi nói: Giảng bối lệnh hồ xung bái kiến chưởng môn Tung Sơn. Tả Lãnh Thiền nói: Lâu ngày không gặp, lệnh hồ thế huynh phong thái hơn xưa nhiều. Thế huynh là anh hùng thanh niên mà đã chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn, mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa này chưa từng có. Thật đáng vui, đáng chúc mừng. Lão này xưa nay mặt vốn lạnh như tiền, lúc này miệng nói thật đáng vui, đáng chúc mừng, nhưng trên mặt tuyệt không lộ ra chút gì là đáng vui, đáng chúc mừng cả. Lệnh hồ xung hiểu rõ trong lời nói của lão có ý mai mỉa mình. Nói cái gì mở ra một cục diện mới trong võ lâm xưa nay chưa từng có? Kỳ thực muốn châm chích hắn là nam tử mà làm lãnh tụ của một đám ni cô. Anh hùng thanh niên, bốn chữ này cũng chẳng phải là có hảo ý. Chàng bèn nói: Giảng bối phụng di mệnh của Định Nhàn sư thái chấp chưởng môn hộ phái Hằng Sơn, quyết chí vì hai vị sư thái mà báo thù tuyết hận. Khi đại sự báo thù xong rồi, giảng bối đương nhiên sẽ lập tức nhường ngôi vị lại cho bậc hiền tài. Lúc nói mấy câu này, lệnh hồ xung trừng mắt nhìn chằm chằm vào hai mắt của Tả Lãnh Thiền,
để xem mặt lão có lộ ra vẻ hổ thẹn hoặc có ý phẫn nộ căm giận hay không. Nhưng mặt của Tả Lãnh Thiện vẫn trơ ra. Lão nói: Ngũ Nhạc Kiếp Phái trước nay đồng khí liên trì, từ nay về sau năm phái quy lại là một. Mối đại thù của hai vị sư thái Định Nhàm và Định Vật không còn là chuyện riêng của phái Hàng Sơn, mà là chuyện chung của Ngũ Nhạc Phái. Linh Hồ huynh đệ có chí như vậy thì thật là hay lắm. Lão ngừng một lúc rồi lại nói tiếp: Tiền Môn Đạo huynh phái Thái Sơn, Mạc Đại Tiên Sinh phái Hành Sơn, Nhạc Tiên Sinh phái Hoa Sơn, cùng không ít bằng hữu võ lâm đều đến mừng lễ cả rồi. Xin mời Lệnh Hồ huynh đệ tương kiến với các vị. Lệnh Hồ Xung nói: Dạ. Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan đã đến chưa? Tả Lãnh Thiền lạnh lùng nói: Hai vị này tuy ở gần đây nhưng họ giữ thân phận tôn cao, không biết có tới không. Lão nói xong liếc nhìn Lệnh Hồ Xung, trong ánh mắt có ý căm hận. Lệnh Hồ Xung ngẩng người ra liền tỉnh ngộ: Ta tiếp nhiệm trưởng môn, hai vị tiền bối võ lâm tự thân đến chúc mừng, nhưng hôm nay Tả Lãnh Thiền hội nghị mà hai vị đó không đến. Vì vậy lão không những hận hai vị mà còn hận luôn cả ta nữa. Ngay lúc này bỗng thấy trên sơn đạo có hai tên đệ tử áo vàng vận lực chạy rất nhanh, hiển nhiên là có việc gấp gáp. Mọi người trên núi đều quay mặt nhìn về hướng hai gã. Không bao lâu, hai gã chạy đến trước Tả Lãnh Thiền bẩm báo: Cùng hỷ sư phụ, Phương Chứng đại sư, Phương trưởng chủ Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng, trưởng môn phái Võ Đàn, thống lãnh đệ tử môn hạ hai phái đang lên núi. Tả Lãnh Thiền nói: Hai vị lão nhân già đến rồi ư? Vậy thì hân hạnh quá, ta phải xuống núi nghênh đón. Ngữ khí của lão dường như không để tâm đến chuyện này, nhưng Lệnh Hồ Xung thấy tay áo của lão hơi rung động, nỗi vui mừng trong lòng khó che giấu hết. Quần hùng trên tuyệt đỉnh Tung Sơn nghe Phương Chứng đại sư phái Thiếu Lâm và Xung Hư đạo trưởng phái Võ Đan cùng đến liền xôn xao. Không ít người đi theo sau Tả Lãnh Thiền xuống núi nghênh đón. Lệnh Hồ Xung và đệ tử phái Hằng Sơn đứng nép sang một bên, nhường cho mọi người xuống núi. Thấy các tiền bối kỳ cựu Thiên Môn đạo nhân phái Thái Sơn, Mạc Đại Tiên Sinh phái Hành Sơn cùng với ban chủ cái bang Tùng Phong quán chủ Dư Thương Hải, trưởng môn phái Thanh Thành, quả nhiên đều đến. Lệnh Hồ Xung thi lễ từng người, bỗng thấy ở phía sau bức tường vàng có một đám người đi vòng ra, chính là sư phụ, sư nương và các sư đệ sư muội phái Hoa Sơn. Lòng chua xót, chàng vội bước lên trước quỳ xuống dập đầu lạy. Chàng nói: Lệnh Hồ Xung bái kiến hai vị lão nhân gia. Nhạc Bất Quần nghiêng người tránh rồi lạnh lùng nói: Lệnh Hồ trưởng môn, sao lại hành đại lễ như vậy? Không phải là trò cười cho thiên hạ sao? Lệnh Hồ Xung bái xong đứng dậy liền lùi ra một bên. Khóe mắt Nhạc phu nhân đỏ lên, bà nói: Nghe nói người làm trưởng môn phái Hằng Sơn, sau này nên sửa đổi tính tình, có thể an thân lập mệnh. Nhạc Bất Quần cười nhạt nói: Hắn mà sửa đổi tính tình thì mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Ngày đầu tiên hắn làm trưởng môn thì phái Hằng Sơn đã thu nạp cả ngàn nhân vật hàng môn tá đạo, cũng chưa đủ loạn hay sao? Nghe nói hắn liên thủ với Nhậm Ngã Hành đại ma đầu giết Đông Phương Bất Bại để Nhậm Ngã Hành trùng đăng bảo tọa giáo chủ ma giáo. Trưởng môn nhân phái Hằng Sơn lại đi tham gia vào đại sự của ma giáo như vậy, còn không coi là đại loạn hay sao? Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ, dạ. Chàng không muốn nói nhiều về chuyện này, liền nói tránh sang vấn đề khác. Hôm nay hội tụ ở Tung Sơn, thấy dụng ý của Tả sư bá là muốn hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm Phái thành Ngũ Nhạc Phái, không biết ý hai vị lão nhân gia ra sao? Nhạc Bất Quần hỏi: Ý của người như thế nào? Lệnh Hồ Xung đáp: Đệ tử... Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Hai chữ đệ tử không nên nói ra nữa. Nếu người còn nghĩ đến tình cảm ở Hoa Sơn ngày xưa thì... Lão hơi trầm ngâm, dường như không muốn nói hết ra. Lệnh Hồ Xung
từ khi bị trục xuất ra khỏi môn tượng phái Hoa Sơn đến nay, chưa bao giờ thấy Nhạc Quốc Quận đối với mình hiền hòa như vậy. Chàng vội nói: Lão nhân gia có điều gì dặn bảo, đệ tử giảng bối không dám không tuân. Nhạc Bất Quần gật đầu nói: Ta cũng không có gì dặn bảo, nhưng hạng người học võ như chúng ta, điều quan trọng nhất là phân biệt thị phi chính tà. Hôm đó ngươi không thể ở lại phái Hoa Sơn được nữa, không phải là vì ta và sư nương ngươi nhẫn tâm không tha thứ lỗi lầm cho ngươi, mà thật do ngươi phạm vào điều đại kỵ của võ lâm. Tuy ta nuôi dưỡng ngươi từ bé đến lúc trưởng thành, đối đãi như con ruột, nhưng cũng không thể vì tình riêng mà phá luật lại được. Lệnh Hồ Xuân nghe đến đây, nước mắt đầm đìa, chàng ngẹn ngào nói: Đại ân của sư phụ sư nương, đệ tử dù có thịt nát xương tan cũng khó mà báo đáp. Nhạc Bất Quần vỗ nhẹ lên vai hắn, tỏ ý an ủi rồi nói: Ngày hôm đó lúc ở chùa Thiếu Lâm náo loạn, hai sư đồ ta phải động đến kiếm. Mấy chiều kiếm mà ta sử thật có hàm chứa thầm ý, mong muốn ngươi hồi tâm chuyển ý trở về môn tường Hoa Sơn ta. Nhưng ngươi cố chấp không nghe theo, khiến lòng ta rất buồn. Lệnh Hồ Xuân cúi đầu nói: Hôm đó ở trong chùa Thiếu Lâm, đệ tử làm bậy làm càn, tội thật đáng chết, được sư phụ cho trở lại môn tường vẫn là điều đệ tử hằng mong muốn. Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: Câu này chỉ sợ miệng nói một đàn mà lòng nghĩ một nẻo. Người thân làm trưởng môn phái Hằng Sơn, chỉ quy hiệu lệnh theo ý mình, ung dung tự tại như vậy, hà tất phải trở lại môn hạ của vợ chồng ta? Hơn nữa võ công của người bây giờ cao cường, ta làm sao có thể làm sư phụ người được. Lão nói xong rồi liếc nhìn Nhạc phu nhân. Lệnh Hồ Xuân nghe khẩu khí tình cảm của Nhạc Bất Quần có ý tu hắn làm đệ tử trở lại, thì trong lòng vui mừng khôn xiết, liền quỳ xuống nói: Sư phụ sư nương, đệ tử phạm đại tội, từ nay về sau sẽ sửa chữa lỗi lầm trước đây, tôn phụng giáo hối của sư phụ sư nương. Chỉ mong sư phụ sư nương từ bi thu nhận lại đệ tử về môn tường Hoa Sơn. Bỗng nghe tiếng người huyên náo trên sơn đạo, quần hùng bu quanh Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo nhân lên núi. Nhạc Quốc Quần nói khẽ: Người đứng lên đi, chuyện này từ từ hãy bàn cũng chưa muộn. Lệnh Hồ Xuân vui mừng lại khấu đầu nói: Đa tạ sư phụ sư nương. Chàng đứng dậy, Nhạc phu nhân vừa đau buồn vừa vui mừng, bà nói: Tiểu sư muội và lâm sư đệ của ngươi tháng trước ở Hoa Sơn đã thành thân rồi. Giọng nói của bà buồn bã, nghĩ bụng sở dĩ Lệnh Hồ Xuân vội muốn trở lại Hoa Sơn gấp như vậy là vì Nhạc Linh Sang. Vừa nghe tin cô ta lấy chồng, dù không gào thét thì cũng thất vọng ê chề. Lòng Lệnh Hồ Xuân chua xót, chàng hơi nghiêng đầu liếc nhìn Nhạc Linh Sang, thấy cô đã ăn mặc theo kiểu thiếu phụ rất lộng lẫy, nhưng dung mạo vẫn như xưa, không có vẻ rạng rỡ như của một tân nương. Hai mắt của Nhạc Linh Sang và Lệnh Hồ Xuân giao nhau, đột nhiên mặt cô đỏ bừng lên, cúi đầu xuống. Ngực Lệnh Hồ Xuân giống như bị một thiết chùy to đập mạnh. Trong nháy mắt chàng thấy choáng váng, thân người lão đảo không vững. Bên tai nghe loáng thoáng có tiếng người nói: Lệnh Hồ trưởng môn, trưởng môn là khách xa mà đến trước. Chùa Thiếu Lâm và thiền viện Tuấn Cực này rất gần, mà lão nạp lại đến chậm nhất. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy có người đỡ lấy cánh tay mình, chàng định thần lại, thấy Phương Chứng đại sư nở một nụ cười tươi đứng ngay trước mặt. Chàng vội nói: Dạ dạ, rồi bái xuống. Ta Lãnh Thiền lớn tiếng nói: Mọi người không cần phải đa lễ, nếu không thì mấy ngàn người bái qua bái lại, bái đến ngày mai cũng chưa xong, xin mời vào thiền viện. Người xưa gọi tuyệt đỉnh Tung Sơn là Tuấn Cực,
Tuấn Cực Thiền Viện của Tuyệt Đỉnh Tung Sơn vẫn là đại tự của Phật giáo, gần 100 năm nay đã trở thành chỗ ở của trưởng môn phái Tung Sơn. Trong tên của Tạ Lãnh Thiền tuy có chữ thiền, nhưng lão không phải là đệ tử Phật môn, võ công của lão gần với đạo gia hơn. Quần hùng đi vào thiền viện, thấy trong viện cổ bách mộc tùm, trên điện không có tượng Phật. Đại điện tuy rất lớn, nhưng so với đại hùng bảo điện của chùa Thiếu Lâm thì không bằng. Đi vào chưa được 1.000 người mà cả sân cũng đã chật ních, người đến sau không chen chân vào được nữa. Tạ Lãnh Thiền lớn tiếng nói: Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta hôm nay tụ hội, được đồng đạo bằng hữu trong võ lâm nể mặt Quan Lâm rất đông, vượt ra ngoài sự tính toán của tại hạ, đến nội chỗ đứng cũng không đủ, chiêu đãi sơ sài, thiếu lễ độ, mong các vị đừng trách. Trong quần hào có người lớn tiếng nói: Không cần khách khí, nhưng người quá đông, đứng ở đây không được. Tả Lãnh Thiền nói: Nếu vậy thì lên 200 bước nữa là Phong Thiền Đài. Thời xưa các hoàng đế phong thiền trên núi Tung Sơn, địa thế khoáng đãng, vẫn là nơi rất tốt. Nhưng chúng ta là thảo dân áo vải, lên Phong Thiền Đài nghị sự, nếu vụ này truyền ra ngoài thì những kẻ sĩ có kiến thức không khỏi chê cười, nói chúng ta vượt quyền thái quá. Hoàng đế thời xưa vì muốn tuyên dương công đức của mình nên thường làm lễ phong thiền ở Thái Sơn hoặc phong thiền ở Tung Sơn, trình biểu đệ văn lên trời, chuyên cầu cho quốc gia hưng thịnh. Những hào kiệt giang hồ sao mà hiểu được phong thiền là chuyện gì? Họ chỉ cảm thấy trong đại điện này rất chật hẹp, muốn nghẹt thở. Đừng nói là ngồi, mà ngay cả hít một hơi không khí cũng không sảng khoái. Liền nhốn nháo cả lên, nói: Chúng ta đâu phải tạo phản để làm hoàng đế, đã có chỗ tốt như vậy, sao không lên đó? Người ngoài thích nhiều chuyện thì kệ họ. Trong lúc nhiều người đang nói thì một số người đã xông ra khỏi viện. Tả Lãnh Thiền nói: Đã như vậy thì xin mời mọi người lên Phong Thiền Đài tương hội. Lệnh Hồ Xuân nghĩ thầm: Mọi chuyện Tả Lãnh Thiền đã trù liệu rất chu đáo, gặp lúc thương nghị đại sự mà lại để mọi người chen lấn nhau, trong thiên hạ có lý nào như vậy? Chắc lão đã sớm muốn mọi người lên Phong Thiền Đài, nhưng không tiện nói ra miệng, để cho người khác đề nghị mới đưa lên. Chàng lại nghĩ: Phong Thiền Đài không biết có ý nghĩa gì, lão nói là có liên quan đến hoàng đế, lão dẫn mọi người lên Phong Thiền Đài, chẳng lẽ đó là chỗ ở của hoàng đế ư? Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng nói tham vọng của lão rất lớn, sau khi hợp nhất Ngũ Nhạc kiếm phái thì mưu đồ tiêu diệt Nhật Nguyệt giáo, rồi thôn tính Thiếu Lâm và Võ Đan. Lão và Đông Phương Bất Bại chỉ hướng rất giống nhau, thiên thu vạn tải, thống nhất giang hồ. Lệnh Hồ Xung theo mọi người đến dưới Phong Thiền Đài. Chàng nghĩ: Nghe khẩu khí của sư phụ, có vẻ như sư phụ sẽ tha thứ tội lỗi cho ta, cho phép ta trở lại làm môn hạ Hoa Sơn. Tại sao trước đây sư phụ vô cùng nghiêm khắc, mà hôm nay thái độ lại rất hiền hòa? Đúng rồi, chắc sư phụ nghe ngóng, biết ta hành sự đoan chính với phái Hằng Sơn, tuyệt không nhiễu loạn môn hộ Hằng Sơn, nên lòng rất vui mừng. Tiểu sư muội gả cho Lâm sư đệ, hai vị lão nhân gia đối với ta cảm thấy có chút áy náy, phần do sư nương luôn khuyên giải nên sư phụ mới hồi tâm chuyển ý. Hôm nay Tả Lãnh Thiền mưu đồ thôn tính bổn phái, sư phụ thân làm trưởng môn phái Hoa Sơn, chắc sẽ ra sức chống đối. Sư phụ đối xử với ta tốt thì ta có thể liên thủ với sư phụ mà ra sức bảo vệ phái Hoa Sơn. Chuyện này ta đương nhiên phải tận lực để không phụ kỳ vọng của sư phụ lão nhân gia, đồng thời cũng bảo toàn phái Hằng Sơn. Phong Thiền Đài kiến tạo bằng những tảng đá to, mỗi tảng đá đều được mài dũa rất phẳng phiu. Tưởng tượng năm xưa hoàng đế vì tế trời tạo phúc cho dân, không biết phải dùng bao nhiêu thợ mới xây thành công trình vĩ đại này. Lúc Lệnh Hồ Xuân xem kỹ thấy có những tảng đá có dấu mài đẽo rất mới, tuy đã phủ rêu lên vẫn có thể thấy những phiến đá mới lấp vào. Hiển nhiên Phong Thiền Đài đã quá lâu năm nên bị hư hoại nhiều, Tả Lãnh Thiền mới sai người tu sửa lại. Nhưng cái ý khỏa lấp không khỏi càng che đậy càng lộ ra, tự nó bộc lộ cái tâm địa của lão. Quần hào đến Tuyệt Đỉnh Tung Sơn này đều cảm thấy sảng khoái. Ngọn Tung Sơn đứng giữa trời đất cao hơn vạn ngọn núi khác, trời quang đãng
không chút mây gợn. Lệnh Hồ Xung nhìn về hướng bắc, thấy xa xa là Ngọc Môn Quan, sông Hoàng Hà như một sợi chỉ. Phía tây thấp thoáng cửa Y Quyết thành Lạc Dương, phía đông và nam đều là những ngọn núi trùng trùng điệp điệp. Có ba lão già chỉ chỏ về hướng nam. Một người nói: "Đây là Đại Hùng Phong, đây là Tiểu Hùng Phong. Hai ngọn núi đứng trơ trọi là sông Ngọc Phong. Ba ngọn cao tới mây kia là Tam Tiêm Phong." Một lão già khác nói: "Tòa Sơn Phong này là núi Thiếu Thất của chùa Thiếu Lâm. Ngày hôm đó ta đến chùa Thiếu Lâm, cảm thấy núi Thiếu Thất rất cao, nhưng từ đây mà nhìn ra xa thì chùa Thiếu Lâm chỉ nằm dưới chân núi Tung Sơn." Ba lão già đều cười to lên. Lệnh Hồ Xung nhìn sắc phục của ba lão, không phải là người của phái Tung Sơn, nhưng nghe miệng lưỡi nói ra là muốn lấy núi làm ví dụ để suy tôn Tung Sơn phỉ báng Thiếu Lâm. Nhìn cặp mắt quắc thước của ba người, biết nội công rất thâm hậu. Xem ra lần này Tả Lãnh Thiền lôi kéo không ít người đến trợ thủ, nếu có biến cố thì không chỉ một mình phái Tung Sơn ra tay mà thôi. Tả Lãnh Thiền đang mời Phương Chứng đại sư và Xung Hư đạo trưởng lên Phong Thiền Đài. Phương Chứng cười nói: "Bọn lão nạp là những kẻ lẩm cẩm ngu muội bên ngoài, hôm nay đến đây chỉ để xem lễ chúc mừng, cũng không cần lên đài làm trò làm rát mắt mọi người." Tả Lãnh Thiền nói: "Phương Chứng đại sư nói như vậy thì quá là khách khí." Xung Hư nói: "Tần khách đều đến rồi, xin Tả trưởng môn đừng làm trễ nải đại sự, không cần bồi tiếp hai lão già này nữa." Tả Lãnh Thiền nói: "Nếu vậy thì tại hạ xin nghe theo." Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi diễn biến cuộc trùng hội hợp nhất Ngũ Nhạc Kiếm Phái trong chương trình đọc truyện đêm mai, cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông, làn sóng FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com các bạn nhé. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình đọc truyện ngày mai.